Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ bảy ngày 27 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Ất Dậu, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cao Trận, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành Niên Mệnh, tuyển Trung Thủy ngày Ất Dậu tức Chi Khắc Can, nghĩa là kim khắc với mộc, và ngày hôm nay là ngày Hùng. Về nạp âm, tuyển Trung Thủy, Kỷ Tuổi, Kỷ Mão, Đinh Mão, ngày thuộc hành Thủy, khắc với hành Hỏa, đặc biệt là Tuổi, Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa, không sợ Thủy. Ngày Dậu, lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ, thành Kim Cục, xung với Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tam Sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức Hợp tốt mọi việc, kỵ về tố tụng; sao Mạn Đức Tinh tốt mọi việc, sao Nguyệt Giải tốt mọi việc; sao Yếu Yin tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi; sao Tam Hợp tốt mọi việc; sao Dân Nhật Thời Đức tốt mọi việc; sao Sát Cấm Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa xấu về lập nhà, sao Đại Hao xấu mọi việc, sao Ngũ Quỷ kỵ về xuất hành, sao Chu Tước Hắc Đạo kỵ về nhà mới khai trương. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 27 tháng 5 năm 2023 chi tiết, cụ thể, chính xác nhất nhé. Tử vi thứ bảy ngày 27 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp thấy rằng ngày gặp cục diện Tý Dậu tương phá, báo hiệu một ngày không mấy suôn sẻ với người tuổi Tý. Có nhiều việc xảy ra không như ý muốn hay kế hoạch mà bạn đã đề ra. Do đó, ngay từ đầu khi làm gì bản mệnh phải lưu ý là có biện pháp đề phòng khi cần, đừng nên chủ quan bạn nhé. Những thách thức có thể tốt hoặc xấu phụ thuộc vào cách con giáp tuổi Tý giải quyết chúng tích cực hay bị động, chứ không hoàn toàn là do ngoại cảnh hay tỷ kiên gây ra. Trong mọi tình huống của ngày hôm nay, hãy luôn là một người có tinh thần quyết liệt và chủ động nhé. Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bản mệnh đang được cải thiện rõ rệt. Nhiều người ốm bệnh lâu năm may mắn tìm được bác sĩ có tâm chữa trị, nhờ đó mà bệnh tình thuyên giảm. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đề phòng điềm báo hung hiểm có thể xảy tới bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, không phải khi nào nỗ lực của bạn cũng được ghi nhận. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, cẩn thận có kẻ đang muốn lợi dụng bạn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, đôi khi bạn cần có chút thời gian để ở một mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, bạn không nhất thiết phải tỏ ra mạnh mẽ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 28, số 98. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác,
anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, được cục diện ngũ hành tam hợp, tị dậu Sửu che chở cho vận trình, giúp người tuổi Sửu được hưởng nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên có đào hoa nở rộ, người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp sau tháng ngày chờ đợi. Tuy nhiên, với những người đã có đôi có cặp thì cần thận trọng bởi đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ. Nhất là hôm nay có thiên quan báo hiệu kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng thời cơ để chen chân vào mối quan hệ hai người. Ngũ hành thổ sinh kim cho thấy sức khỏe của bản mệnh lúc này khá ổn định, bạn không phải lo lắng gì quá nhiều. Nhân ngày cuối tuần, thay vì vui chơi quên thời gian, bạn nên đi ngủ sớm hơn để duy trì sức khỏe ở tình trạng tốt nhất có thể. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, tình cảm suôn sẻ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, người độc thân may mắn tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, người đã có đôi cẩn trọng với đào hoa sát. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, đề phòng tiểu nhân lợi dụng chen chân vào quan hệ tình cảm. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, sức khỏe ổn định nên duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 73, số 21, số 69. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thương quan nhập cục, cảnh báo người tuổi Dần làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, tính toán cẩn thận để không gây ra sai sót không đáng có. Sự chủ quan có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Bạn cũng nên đón nhận lời khuyên từ những người có kinh nghiệm hơn, dù cho bạn nghĩ rằng mình không cần đến nó. Mọi việc đôi khi không như những gì bạn nghĩ, đừng vội vàng, hấp tấp, hãy bình tĩnh để xử lý các vấn đề của mình. Kim khắc mộc, báo hiệu chuyện tình cảm không như ý, khiến cho ngày thứ 7 này của tuổi Dần càng thêm ảm đạm. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy đang xuất hiện những khoảng trống khó có thể lấp đầy. Cả hai cùng bận rộn với bao công việc trong ngày, không đủ thời gian cũng như tâm trí để quan tâm, chăm sóc cho đối phương. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, nên tính toán kỹ càng, nhìn trước ngó sau trước khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, tránh chủ quan để không gây ra các sai lầm không đáng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, nên lắng nghe ý kiến của người có kinh nghiệm. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, tình duyên ảm đạm, mối quan hệ xuất hiện rạn nứt. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, thiếu quan tâm khiến đôi lứa ngày càng xa cách. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 91, số 07. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Lục xung vừa đánh dấu bởi những bất lợi trong đời sống hôn nhân của con giáp tuổi Mão, thế nhưng đừng quá lo nghĩ, đã đến lúc bạn cần thận trọng khi giao tiếp với bạn đời. Nên có sự rõ ràng trong suy nghĩ và bày tỏ cảm xúc thật với một nửa, thay vì nói những lời không thật lòng. Nhờ thực thần mà tinh thần của tuổi Mão hôm nay khá lạc quan, vui vẻ. Có thể có ai đó gần gũi, thân thiết cần đến sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn, nhưng họ có thể chưa sẵn sàng để mở lời. Nếu bạn cảm nhận được mong muốn đó thì hãy giúp đỡ họ một cách chủ động nhé, họ sẽ rất biết ơn bạn đấy. Kim mộc xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình tài chính của bản mệnh, thậm chí dù bạn đang gặp khó khăn vẫn phải tìm cách để hỗ trợ cho người khác.
Đừng lo lắng quá, bạn sẽ sớm tìm được cách xử lý phù hợp sớm thôi. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đề phòng tiền bạc hao hụt một cách mất kiểm soát. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, có thể mắc phải những sai lầm khi đưa ra quyết định vội vàng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, bất cẩn có thể tạo cơ hội cho tiểu nhân lừa gạt. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cần phải giữ tỉnh táo để nhìn ra âm mưu của kẻ xấu. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chú ý ăn uống khoa học, tránh việc căng thẳng quá độ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 88, số 36. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Với người tuổi Thìn thì hôm nay quả là một ngày hanh thông với bạn. Nhờ có cục diện ngũ hành, Dậu Thìn nhị hợp chiếu mệnh, bản mệnh có khá nhiều bạn bè giúp đỡ, mang thông tin hữu ích tới. Với những người làm việc tự do thì đây chính là cơ hội kiếm tiền, cơ hội việc làm rất tốt. Lại thêm sự xuất hiện của chính quan, hứa hẹn một ngày hết sức bận rộn nhưng hiệu quả đang đợi chờ những chú rồng ở phía trước. Bạn có rất nhiều việc cần phải làm nhưng đều nhận được những sự tương trợ kịp thời. Hãy đón nhận sự giúp đỡ của họ và tránh việc tự mình vất vả, bận rộn giải quyết tất cả. Ngũ hành tương sinh cho thấy mối quan hệ xung quanh bản mệnh rất tốt đẹp, đôi lứa hạnh phúc, vợ chồng hài hòa. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này hóa giải mâu thuẫn với một ai đó mà bạn đã gây xung đột trong tuần trước. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, một ngày làm việc hiệu quả nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, người làm việc tự do có cơ hội kiếm tiền, cơ hội việc làm. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, dù bận rộn nhưng luôn được tương trợ kịp thời. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên nhân cơ hội hóa giải mâu thuẫn trước đó. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, đôi lứa hạnh phúc, vợ chồng hài hòa. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 96, số 80, số 20. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cà phê. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Ngày mới được cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh, giúp người tuổi Tỵ trở nên thu hút hơn, đặc biệt là đối với người khác giới. Bản mệnh đã có sẵn những nét quyến rũ riêng, giúp sức hút của bạn tỏa ra thật tự nhiên mà không cần dựa vào bất kỳ loại mỹ phẩm nào cả. Ngày có chính tài ghé thăm, hỗ trợ cho con giáp tuổi Tỵ có cách nhìn nhận về tiền bạc khôn ngoan hơn. Nhiều người tập trung cải thiện thu nhập và cũng không ngừng học hỏi từ những người có nhiều kinh nghiệm. Kim hỏa xung khắc, dự báo sức khỏe của bản mệnh giảm sút, nhất là những ai đang có sức đề kháng kém nên thận trọng tránh xa những nguồn dễ gây bệnh. Bạn cũng nên ăn uống nhiều rau, củ, quả hơn, duy trì thói quen ngủ sớm để cải thiện sức khỏe của mình đi nhé. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đường tìm kiếm tài lộc hanh thông, suôn sẻ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, cần tìm cách để chứng minh năng lực thay vì tỏ ra nóng nảy. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, gặp nhiều may mắn khi tìm được người tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, thu nhập ổn định nhờ có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, duy trì được không khí gia đình rất hòa hợp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 91,
số 74, số 12. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Xem vận trình ngày mới cho thấy, trong ngày được thiên tài độ mệnh, con giáp tuổi Ngọ trong hôm nay có thể đạt được những bước tiến rõ rệt trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Nguồn thu của con giáp này được mở rộng, đa dạng phong phú hơn nhờ quá trình nỗ lực bền bỉ. Người làm công ăn lương có thể được giới thiệu cho việc làm ngoài giờ. Nếu chăm chỉ chịu khó, bạn cũng sẽ có thêm một khoản tiền để bù vào những chi phí hàng ngày. Người làm kinh doanh gặp thời, hàng hóa chạy đều, có thêm những mối hàng mới lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc gây nhiều trục trặc cho chuyện tình cảm của con giáp này. Tình cảm đơn phương không được đáp lại khiến cho những chú ngựa mỗi khi nghĩ đến lại thấy đau lòng. Dù đã rất chân thành nhưng có lẽ hai bạn không có duyên nên không thể thành đôi. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, đạt được bước tiến rõ rệt trên con đường tìm kiếm tài lộc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, thu nhập tăng tiến nhờ quá trình nỗ lực bền bỉ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, người làm kinh doanh gặp thời, buôn may bán đắt. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, người làm công ăn lương tìm được cách cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, buồn phiền vì tình cảm đơn phương không được đáp lại. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 69, số 75. Giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Ngày mới do tác động của thiên quan ám hại, người tuổi Mùi có thể đối mặt với khá nhiều trục trặc không đáng có. Đây là thời điểm con giáp này rất dễ vấp phải sự ngáng trở của những kẻ tiểu nhân, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của bạn. Tiểu nhân đang rình mò và tìm ra những kẽ hở để phá hoại công việc của con giáp này và giành lấy những gì mà bạn đang có. Vì thế bạn nên hạn chế chủ động tạo xích mích với người xung quanh. Đừng quá nhạy cảm và dễ suy đoán lời nói của mọi người theo hướng tiêu cực. Thổ sinh kim, những người tuổi Mùi còn độc thân sẽ nhận được sự tấn công khá nhiệt tình của những người khác phái. Bản mệnh cần phải tinh tường để nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình chứ không phải chỉ hứng thú nhất thời. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc nhiều trục trặc do tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, đề phòng những kẻ ghen ghét tìm kẽ hở để phá hoại và cướp công. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nên hạn chế chủ động tạo xích mích với người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, chớ nên suy diễn mọi thứ theo hướng tiêu cực. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đào hoa vượng nhưng cần tinh tường để nhận ra ai thật lòng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn, số 26, số 18, số 76. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng chanh, nâu đỏ. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi cho thấy, nhờ tam hội cục nâng đỡ mà mọi sự của người tuổi Thân trong hôm nay thuận lợi hơn. Thứ 7 này cũng là ngày rất phù hợp cho những cuộc trao đổi, các tương tác quan trọng. Bởi vì những mối quan hệ mới có thể tạo cho bạn điều kiện để xây dựng những cơ hội mới cho tương lai. Nhưng dù có chăm chỉ xây dựng quan hệ xã giao đến đâu, cũng đừng để ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ tình cảm của mình nhé.
Tuổi Thân quen khá nhiều bạn khác giới và thân thiết với nhau nên nửa kia tỏ rõ sự ghen tuông, khó chịu ra mặt. Bạn cần giải thích rõ ràng cho người ấy, đồng thời tự mình giữ khoảng cách cần có với mọi người. Chính ấn nhập cục, bản mệnh tuổi Thân đang dồn sức phát huy năng lực của mình trong công việc. Con giáp này có tinh thần trách nhiệm cao, cũng sẵn sàng cống hiến để công việc hoàn thành đúng như dự kiến, không vì những yếu tố khách quan mà bỏ cuộc. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, ngày thích hợp để tiến hành các cuộc trao đổi, tương tác. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, xây dựng quan hệ xã giao là điều cần thiết để tạo cơ hội cho tương lai. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tránh để công tư lẫn lộn vào tình cảm cá nhân. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nửa kia có thể ghen tuông, trách móc vì thiếu tin tưởng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, có tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến hết mình cho công việc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 96, số 54, số 08. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Ngày mới gặp cục diện ngũ hành, Dậu Dậu tự hình, đây là điểm báo những điều không mấy may mắn có thể xảy tới với người tuổi Dậu trong hôm nay. Bản mệnh có thể gặp thị phi vì vạ miệng. Nói năng không kiêng nể, bản mệnh dễ khiến người khác mất lòng, thậm chí gây mâu thuẫn với những người thân yêu của mình. Kim khí vượng còn khiến bản mệnh tuổi Dậu trở nên bốc đồng hơn và dễ buông thả cảm xúc. Nhưng hãy chắc rằng bạn không vô tình gây tổn thương cho người ấy chỉ vì sự vô tâm của mình. Đừng để đến lúc mất đi mới hối hận cũng đã muộn rồi. Tuy nhiên, với sự thúc đẩy của thiên ấn nên con giáp tuổi Dậu cuối cùng cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu. Hãy lắng nghe bản thân và làm mọi thứ theo bản năng. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, có thể gặp họa thị phi vì vạ miệng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, gây mất lòng, mâu thuẫn vì nói năng không kiêng nể. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, suy nghĩ bốc đồng, để cảm xúc buông thả. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, có thể gây tổn thương cho nửa kia vì sự vô tâm của bản thân. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, dám bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 06, số 80, số 92. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, tám. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày mới, gặp cục diện ngũ hành, Dậu Tuất tương hại cho thấy những vết rạn nứt đang xuất hiện trên vận trình tình cảm của người tuổi Tuất. Các mối quan hệ gia đình có phần lỏng lẻo, mọi người thiếu quan tâm đến nhau khiến cho tình cảm dần xa cách. Điều này khiến cho bản mệnh không khỏi buồn phiền bởi gia đình là điều cực kỳ quý giá với bạn. Có lẽ người tuổi Tuất nên tìm cách hiệu quả để gắn kết mọi người với nhau. Dù gì cũng đang là cuối tuần, cuối này làm một bữa ăn gia đình để mọi người quây quần nói cười vui vẻ với nhau là một cách rất hiệu quả. Hôm nay, tuy có gặp một vài vướng mắc nho nhỏ trong công việc nhưng đừng quá lo lắng, chính quan vững vàng sẽ giúp bạn vượt qua. Nhiệm vụ khó, đòi hỏi trình độ cao và sự tỉ mỉ chỉn chu trong từng bước nên hãy tập trung cao độ, thể hiện trách nhiệm ở mức cao nhất. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, buồn phiền vì tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ gia đình lỏng lẻo, dần xa cách. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nên tìm cách hiệu quả để gắn kết mọi người trong gia đình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, công việc có thể gặp vướng mắc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất
thuộc mệnh thủy, cần có sự chỉn chu khi đảm nhiệm công việc đòi hỏi trình độ cao. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 27, số 68, số 72. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, xám. Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Kiếp tài xuất hiện trong vận trình không phải dấu hiệu tốt cho tuổi Hợi trên con đường sự nghiệp ngày hôm nay. Bạn dễ nóng vội, đưa ra những quyết định thiếu lý trí. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận hơn nếu không muốn sau này phải xử lý những hậu quả do chính mình gây ra. Vấn đề tài chính cũng là điều con giáp này không thể chủ quan trong hôm nay. Một quyết định vội vàng có thể khiến bạn tổn hao tài lộc, tiền bạc tiêu tan. Vận trình tài lộc sa sút phần nhiều là do quyết định của chính con giáp này. Ngũ hành kim sinh thủy, dự báo vận đào hoa rực rỡ, mang tới nhân duyên tốt lành cho con giáp này khi được nhiều người thầm thương trộm nhớ. Người độc thân nhân cơ hội này chủ động bày tỏ tình cảm, mở rộng mạng lưới bạn bè để sớm tìm được đối tượng ưng ý. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, nóng vội nên dễ đưa ra quyết định thiếu lý trí. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, cần bình tĩnh suy nghĩ nếu không muốn phải xử lý hậu quả. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, tài chính có dấu hiệu hao tài tổn lộc, tiền bạc tiêu tan. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, đào hoa rực rỡ, nhân duyên tốt lành. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, người độc thân nên dũng cảm bày tỏ tình cảm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 19, số 78, số 63. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xanh lam. Quý nhân phù trợ: Ý, Sửu, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.